Quỹ ngoài chi hơn 600 tỷ đồng gom cổ phiếu Thế giới di động. Dragon Capital chi hơn 600 tỷ đồng để mua thêm gần 4 triệu cổ phiếu MVKG trong phiên ngày 15 tháng 4. Theo thông tin trên tờ Dân trí, cụ thể, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital vừa thông báo mua vào 3,83 triệu cổ phiếu MVKG của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động, tạm tính theo mức giá đóng cửa ngày 15 tháng 4 của cổ phiếu MVKG là 160.000 đồng cổ phiếu số tiền Dragon Capital trị ra là khoảng hơn 600 tỷ đồng. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Dragon Capital tại thế giới di động tăng từ 10% lên 10,5% cổ phần. Phiên hôm nay cũng là một trong những ngày mua bán cổ phiếu với giá trị lớn nhất của Dragon Capital trên sàn chứng khoán từ đầu năm đến nay. Cổ phiếu của Thế giới Di động là một trong những mã blue chip thuộc danh mục VN30 có diễn biến tích cực thời gian gần đây. Thị giá MVKG đã tăng hơn 17% từ đầu năm trong khi thị trường chung vẫn đi ngang. Mới đây, Tập đoàn này vừa thành lập một công ty con là công ty cổ phần Công nghệ và Đầu tư Bách hóa Xanh, sau đó chuyển nhượng toàn bộ 1,28 triệu cổ phần của Bách hóa Xanh cho pháp nhân mới này. Đây là kế hoạch để chuẩn bị cho việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược và niêm yết trên sàn chứng khoán đối với chuỗi Bách hóa Xanh trong tương lai. Với việc thành lập một công ty con mới quản lý cổ phần của Bách hóa Xanh, đơn vị này có thể đầu tư vào các doanh nghiệp khác hoạt động trong những ngành nghề có liên quan để bổ trợ cho chuỗi bán lẻ thực phẩm, hàng tiêu dùng của tập đoàn. Năm nay Thế giới di động đặt mục tiêu doanh thu thuần 140.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.350 tỷ đồng. Sau 2 tháng đầu năm, công ty đã đạt doanh số hơn 25.000 tỷ đồng và lợi nhuận gần 1.000 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 18% kế hoạch cả năm.